tiếp tục phóng sinh 49 ngày cho anh Khổng Tường Phát. Sinh ngày 18 tháng 9 âm lịch năm 1983. Mất ngày 19 tháng 8 âm lịch năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 hoành hành ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 7 giờ sáng. Trời mới vừa mưa giông xong. Hy vọng những cái việc em giải cứu động vật trong tự nhiên này sẽ đủ cái phước báo giúp cho anh Khổng Tường Phát sanh thiên đến được cõi Phật. Mong cho linh hồn của anh đủ nghị lực để tưởng nhớ đến Phật A Di Đà. Em á là đã đặt những cái người ngư dân không có đem ra chợ bán trong vòng 49 ngày của anh, mà họ sẽ đưa cho em để em trả những cái loài vật này về tự nhiên. Những con này không nuôi được, nó chỉ sống trong thiên nhiên, mà dịch bệnh Covid-19 á làm cho nó bị sát hại nhiều hơn, do nhiều người thích ăn những loài vật trong tự nhiên hơn. Rồi những cái người sống ở nông thôn lên thành phố Hồ Chí Minh làm, nhưng mà giờ cách ly rồi được trả về thì họ bắt đầu ra thiên nhiên họ giết hại động vật nhiều hơn nữa. Nên những cái con vật trong tự nhiên trong cái mùa dịch bệnh này á lại bị chết nhiều hơn là bình thường nữa. Bởi vì không có dịch đó thì người ta ăn thịt heo, thịt bò, thịt gà, những cái con công nghiệp. Bây giờ thì người ta chuyển qua ăn những cái con có trong tự nhiên. Bình thường đó thì không ai bảo vệ thiên nhiên, cứ xả rác xuống. Trời ơi, bữa nay nước cạn quá vậy. Nè, coi nè. Anh Khổng Tường Phát thì những cái con này nó mắc chết ở trong chợ đó, thì họ đưa cho em, nói là còn sống. Em thì cố gắng giúp thả ra tự nhiên, thì con nào sống được thì hồi hướng cái công đức đó cho anh, mà chết á thì cũng nguyện là cho A Di Đà Phật tiếp dẫn. Bởi vì những cái vị này em đã cố gắng làm vì anh rồi, sống chết gì thì anh vẫn được phước báo đó, bởi vì anh đã cố gắng để cứu gia đình anh, đang làm những việc tốt nhất để cho cái linh hồn của anh á không phải bị đi vào ác đạo, đến cõi súc sanh, ngã quỷ, Atula. Đó. Đó. Từ đây ra xong. Đó, em phải băng qua sình lầy. Mỗi ngày như vậy đấy. Tất cả những việc em đang làm là để cho mọi người thấy đừng hại thiên nhiên. Khi mọi người á bị dịch bệnh, khi mọi người gặp nạn đói á thì chỉ có thiên nhiên mới cứu thôi. Và mọi người ăn những con vật trong thiên nhiên thì hãy biết ơn. Đừng tàn sát những cái con vật nhỏ, những con vật đang mang thai. Như vậy là hủy diệt hệ sinh thái và xây dựng nhà cửa ồ ạt, bất động sản căn hộ cao cấp mọc lên ven sông ven biển, nó đang hủy hoại hệ sinh thái, nó đang triệt đường sống của tương lai con em quý vị. Chưa kịp thay quần áo
mặc nguyên bộ pyjama. Bây giờ nước ở đâu gần thì em thả liền, chứ em không có thể đi ngâm ngâm thêm một thời gian nữa. Em xuống đây luôn, có nước là em thả. Oh shit. Đó, bởi vậy họ đưa cho em giờ nào thì em cứu giờ đó, chứ em cũng không có kịp chuẩn bị. Cái này ráng thêm vài bước nữa ra xong luôn à. Mọi người thấy cái công việc của em vất vả như vậy thì coi YouTube, nhấn cho em cái like, đó là sự ủng hộ, đó là sự chân thành, đó là sự mong cầu. Những người mà nhấn like cho em á là những người đang giúp em cứu thiên nhiên và động vật. Những người mà đăng ký kênh á là những người đang cùng em bảo vệ thiên nhiên động vật. Những con vật này không ai nuôi được nó đó, nó trong thiên nhiên hết. Và em đang cứu những cái loại trong tự nhiên. Như vậy á thì phước đức nó mới nhiều, hồi hướng cho quý vị mới nhiều. Còn anh chị đi ra chợ mua những cái con trong chợ là những con nuôi, người ta nuôi nó ở trong chợ đó, lớn lên người ta đem ra chợ người ta bán. Này, tôm xuống là bơi nè. Chỉ có thần thú Honey đi theo tôi thôi hả? Mấy đứa khác không đi hả? Dạ, tôm tích luôn ạ. Này, cá bóng à. Em thả xuống thì nó còn mệt, nó còn thở, nhưng mà nó cũng đủ sức để bơi đi. Con này thì nó chết rồi. Thì trong một lần cứu như vậy á, chắc chắn sẽ sống sót được hơn 50%. Và cho dù có chết đi á thì phước đức vẫn tăng trưởng. Và những ai ủng hộ em á thì đừng nghĩ là mình cứ thả ra rồi người ta sẽ bắt lại. Bắt lại hay không là do anh chị đang ủng hộ em hay không. Anh chị có nhấn like, anh chị có đăng ký kênh, có giúp em phát triển cái kênh YouTube giải cứu thiên nhiên động vật này hay không. Và những việc làm này, em làm này là đang có lợi cho tất cả mọi người. Anh chị thấy em lên clip em không có xô cái mặt mình ra là bởi vì em không có thích nổi tiếng. Nhưng mà em vẫn phải làm để cho mọi người thấy, cho giới trẻ họ thấy, cho tương lai của họ. Chứ em thích nổi tiếng là em đã lúc nào cũng trường cái mặt mình ra, chứ em không có giấu cái mặt mình đi đâu ạ. Bây giờ em sẽ nhấn cái camera xuống nước để coi coi những cái con dưới nước có sống được không. Trời ơi, làm liền vậy đó. Đó là xong rồi, dơ hết bộ đồ luôn á. Ngày nào cũng vậy anh chị. Đó, ngoài kia là người ta đang đi câu cá. Những cái người làm hại thì nhiều, còn cái người cứu như em rất là ít. Và cứu mà đúng là cứu mà để bảo tồn mà. Anh chị thấy cái sự vất vả và cực nó như thế nào? Các bạn thấy cực như thế nào? Có phải tôi đang câu view hay là
muốn được nổi tiếng như các YouTuber khác hay không. Các YouTuber khác á, họ làm YouTube họ còn chạy quảng cáo, còn Tuyun là không có chạy. Bởi vì những cái gì chân thật, Tuyun share, ai coi người đó được phước. Còn chạy quảng cáo để kiếm tiền thì quá dễ. 40 đồng, 10 đồng một view. Sự nổi tiếng của các YouTuber khác là như vậy. Sao mà con lên bờ về? Xe không được đi. Honey, honey. Đi không con? Honey. Nên bữa nay mệt. Trời ơi, thần thú mà cũng có ngày mệt, ngày nghỉ, ngày làm việc nữa trời. Hôm nay sáng đi phóng sanh một lần rồi. Giờ những bạn này sẽ đi. Lấy củi về nhà đốt phải không? Không, cái này lấy làm trà dưa leo á. Dưa leo hả con? Ừ. Cây này mà làm dưa leo hả? Nghĩ là cho dưa leo leo lên á. À dạ. Làm trà cho dưa leo lên á. Hay quá ha. Cắm cho mấy cây dưa leo với lại cây. Cô biết làm hả cô? Hả? Biết làm hả? Bên vườn kìa. Đâu vườn đâu? Này nè. Để anh Quang coi học hỏi anh về anh làm luôn. Dễ mà. Trồng dưa leo à? Trồng dưa leo rồi trồng mướp rồi trồng. Ồ, nhà cô phúc nào cô? Đây là nhà cái hàng rào trắng hả? Ừ, phúc lâu rồi nè. Ok. Hai, bây giờ con sẽ đi phóng sanh cho Bồ Tát Thánh Chân. Là sinh nhật của Bồ Tát hôm qua là cứu được 9 con cá thòi lòi. Bây giờ tiếp tục. Tiếp tục đi phóng sanh tiếp. Vô nhà ngư dân coi coi bữa nay người ta bắt được bao nhiêu cá thòi lòi.